Các bạn thân mến, trong những ngày này để kiếm một hàng ăn sáng đối với tôi quả rất là khó khăn. Hôm nay tôi sẽ quay cho các bạn cận cảnh một cái cửa hàng bún phở vẫn kinh doanh bình thường, nhưng họ kinh doanh theo cách phòng dịch Covid-19 rất an toàn và cẩn thận, và xem cái cách họ kinh doanh như nào các bạn nhé. Mà họ vẫn phục vụ các khách hàng như tôi hôm nay vẫn ăn được bún phở. Mời các bạn đến với quán bún phở Hoài Anh ở tổ dân phố Xóm Đông, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên nhé. Đây là biển họ đây. Đây tôi sẽ vào quán. Và trước mắt tôi là quán trước mặt đây. Mỗi một bàn thì được để một cái tấm bóng kính, cái tấm kính nhựa trắng ở giữa để chống nói chuyện bắn thở bọt các kiểu, hơi thở tiếp xúc. Đấy, và tôi đã gọi cho chị chủ quán chuẩn bị cho tôi trước một cái bát bún bò. Đấy, cái bún bò bạn. Bàn này được tấm bóng kính. Và tôi đã gọi cho mình một bát bún bò bạn nhé, một bát bún bò tô. Ăn cùng với bát bún bò có các gia vị tiếp theo là chanh này, rau thơm, ớt chưng, ớt tươi, tỏi, tương ớt, bột canh, tương mặn. Với những cái thứ ăn cùng với các bún bò thôi. Đấy. Thưa các bạn, sáng thì đầu tiên tôi thử những dùng trước xem này. Ngon các bạn. Trong bát xào tôi có đầu tiên có bún là chủ đạo. Tiếp theo là thịt bò. Đấy, thịt bò. Hành lá. Cọng hành được nhúng trần qua và nước dùng. Ghế được chắn cái tấm nhựa kính rất là an toàn. Thì ớt tỏi tôi cho thêm cái ớt tỏi vào này, ăn rất là đường miệng.
chanh vào trong đó. Tình hình dịch Covid-19 mà quán sẽ phục vụ được khách hàng vào để ăn bún với phở thì rất là nỗ lực lên một nỗ lực rất lớn của quán. Dân ăn cũng chấp hành đầy đủ, ngồi cách xa nhau không ngồi tập trung đâu. Tôi quay cạnh các bạn với cái quán đây. Họ tấm chắn kính ở giữa. Tấm chắn kính. Bàn nạn có một cái tấm chắn kính nhựa ở giữa. Bát phở, cái bát bún tôi đã ăn gần đây gọi là bát bún bò này, nhiều hành. À thế nhỉ? Quán mình vẫn là phục vụ nhỉ? Quán mình vẫn được bán. Ở trong Tân Thịnh hình như không sao thì không được bán. Đây vẫn được bán. Bên Đồng Bẩm vẫn được bán. Bên này chỗ phở vẫn bán. Mỗi quán là nước thì mình quán trung phòng cho quán lớn là nó nghỉ thôi. Không chơi trong đi vào cầu Vấn Đán ấy. Vào chỗ Thịnh Đán ấy là không thấy bán. Thịnh Đán là đông. Vâng. Xe trong đấy căn bản là nó kiểu nơi công nhân nó đông làm tung một miếng thì nó không dám cho. Được lại được này, nhà nước mình là tuy là cũng có trường hợp nhưng mà không giãn cách đặng là như là trước nhỉ, vẫn gọi là sản xuất kinh doanh được. Bây giờ cấm nhưng mà không sản xuất nó nhiều. Cấm được xe khách thôi. Xe tải thì nó không nhiều. Đâu? Anh đâu hết? Rồi. Anh Huy ơi, cái nhà ông kia chuyển tiền rồi, anh cứ thanh toán cho họ đi. Chuyển tiền rồi đúng không? Ok rồi. À, ok. Rồi ok. Phong Vinh.
Thấy cái quán bao bóng kính ấy làm nó mất nhiều tiền không chị? Bốn một cái này mấy chục ạ? À? Nó nhựa ấy à? Hơn trăm à? Nó nhựa gì? Một tấm 300 mấy 400 mà cắt ra là hàng. Đây đội ông nào cũng làm cái này đắt hàng lắm ấy nhá. Đặt nhưng mà làm này đơn giản à. Làm bóng kính làm cái này vẫn còn nhìn thấy nhau ăn được. Dịch Covid thì chắc là xác định là chắc là mình chung chung lúc nào hết thì đấy hết đi. Và hết ngay thì chắc khó. Vâng. Hôm qua đọc cái báo gì trên mạng nghe có cái thằng gì người Ấn Độ nó bảo là cuối năm 21 này sẽ hết. Các bạn. Quay cho các bạn cảnh hôm nay đi ăn một cái hãng bún bò phở trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh rất an toàn nhưng mà vẫn được ăn phở. Đấy, hàng quán rất sạch sẽ nha các bạn nhé. Quán là quán Hoài Anh ở gần cổng khu đô thị PCP Center gần bên đảo miền Bắc ấy. Quán rất sạch sẽ, văn minh, phòng chống dịch tốt, bàn ghế sạch sẽ. Các bạn nào muốn ăn thì đến nhau. Đây, quán đây, số nhà 677, khu đô 1B gần đại học Việt Bắc để ăn nhé. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo video của tôi.